Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình Phụ Tùng Nhật Đức nhá. Hôm nay thì mình đang tận cảnh chuẩn bị lắp cho anh trai quả mui lốp gió xe. Lấy đi em trai. Anh sửa em cái, anh thay em cái đèn hậu. Đèn hậu á? Đi vô cái nào nhờ? Trải rồi xong còn có gì được không? Ok. Xuôi với đèn hậu xuôi dạ, thay các bạn đi đây. Đây các bạn ơi, hiện tại đang chuẩn bị lắp cho anh trai cái mui lốp gió Isuzu QKR LQR 550 anh em nhé. Con này của nó là thùng cao anh em ạ. Con này là thùng kín anh em nhé. Con này thì nó sẽ cao tầm khoảng 1m2 anh em nhé. Cao tầm 1m2. Đây các bạn này. Đấy, hiện tại thì đang quay tận cảnh cho các bạn xem qua chiếc xe của anh trai đây. Đấy, hôm nay thì mình sẽ lắp cái mui lốp gió xe này anh em nhé. Mui lốp gió xe này thì nó sẽ khác với cái mui lốp gió xe kia. Con này thì là thùng cao, thì là bắt buộc nó sẽ có 4 cái bát anh em nhé. Đấy, 4 bát này anh em này. Đấy, nó sẽ có 4 cái bát anh em ạ. Đây, con này là thùng cao, nó sẽ có 4 cái bát này anh em nhá. Đấy, 4 bát và 4 ốc. Thì sau khi bắt bát vào xong thì mình sẽ đặt vào khoan thủng qua bắt EQ là xong anh em nhá. Đấy, đây bát anh em này. Đấy, mui lốp gió của con LQR 550 thùng cao thì mới bắt bát. Còn nếu mà thùng thấp thì nó sẽ bắt như bình thường anh em nhá. Đấy, hôm nay thì đang lắp mui lốp gió cho anh trai đây. Đây, mui lốp gió đây các bạn, con này rất là to và cao nhá. Đó, anh em thấy không, đây đang mui lốp gió các bạn này. Rất là cao luôn. Cao và to anh em ạ. Đấy, đây là cái bát nhá. Sau khi đầu tiên thì các bạn phải bắt cái bát đây trước này, bắt chặt này. Cái bát này thì nó sẽ có 4 cái bát bằng nhau, nhưng mà đằng sau thì các bạn cho cái lưng cao lên trên, cái lưng ngắn xuống thấp. Còn đằng trước thì các bạn cho cái lưng cao xuống dưới, cho lưng ngắn lên trên, thì nó là cao thấp mà. Thì đằng trước là thấp nhá, thấp đằng trước này, cao đằng sau này. Mặt bên trong này, quay bên trong này. Ok chưa anh em, xong đặt mui lên. Bên trong khoan thủng mũi ra là bắt EQ là xong anh em nhá. Đấy. Nay thì đang lắp cái mui lốp gió LQR cho anh trai đây. Đấy, xe mới đét thùng kín, con này cao 1m2 anh em nhá, thùng kín. Cao 1m2 rất là to luôn. To đùng anh em à. Chúc này, to đùng luôn này. Đấy, to siêu to luôn anh em ạ. À. Khi đặt bát vào xong nhá thì các bạn khoan từ trong ra ngoài. Đấy, ngồi bên trong rồi khoan. Xong rồi các bạn là khoan thủng xong bạn đút ốc vào bên trong. Thế là xong rồi anh em. Rất là đơn giản luôn. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn đặt bát này đặt lên trên này. Đặt như này này. Đấy, thế là xong các bạn thấy không? Xong rồi háng vào lên khu thôi. Đây còn bên trong đây. Đấy, sau khi các bạn bê lên trên nhá thì một người chui ở bên trong. Một người chui ở bên trong anh em ạ. Đây chui bên trong này. Đấy, các bạn đặt mui lên trên đúng không? Các bạn đặt mui lên nhà này. Đấy, đặt mui bên ngoài nhà này. Cho một người chui bên trong như này. Chúng mày có đốt đi. Đấy, qua bên trong đấy, người thấy con khoan như này, khoan trong ra các bạn này. Đấy, anh em thấy không? Khoan xoay ra. Thì khoan nó thủng ra bên ngoài luôn. Đơn giản, nói chung cái này thì nó đơn giản thôi, anh em lắp ở nhà cũng ở ra hàng đây. Đấy các bạn nhìn này. Đó, đó anh em thấy không? Thế xong là xếp EQ thôi. Đấy, sau đó mình thò EQ, mình lấy EQ, mình thò từ bên ngoài vào bên trong bắt hãm ra xong. Đấy, mui gió thì nó rất là đơn giản, nói chung không có gì cả. Cái này thì nó sẽ khác với cái mui thấp, là mui thấp bắt trực tiếp xuống nóc. Còn cái mui cao là gì, các bạn phải qua một cái bát để cho nó chắc chắn. Đấy. Sau khi khoan xong thùng này đúng không các bạn? Thì các bạn cứ nhìn thì nó bằng mép này, nó xuống này. Còn chỗ này là nó sẽ bị thở hở một chút vì nó theo độ mắt của cái cabin. Bạn cho EQ ở đây. Đấy, bạn xỏ đây là xong. Đấy, các bạn hám thôi. Thế là xong, rất là đơn giản, ngọn gọn nhẹ nhàng luôn. Đấy. Đó. Ok luôn, giờ sẽ lấy T13 xoáy ra xong. Ok, T13 chú ơi. Còn hai con ngoài trước này, hai con này trước này. À. Không, chui được anh nhỉ, chui được. Xoáy lên chú ơi. Đấy, sau đó các bạn hám bên trong. Chui ra thoải mái mà anh. Đấy, sau đó các bạn sẽ chặt vào cho mình. Đeo căng tay thì thôi. Ok, con bên cạnh luôn. Xuống lại. Anh hả?
chú được, chú được. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, khi nào tới tay thôi anh em nhá. Tăng tay thì thôi. Ok, hai con trâu chú ơi. Đấy. Thôi, cứ xoay thế thôi, kẹp căng tay thì thôi. Thì là xong nha anh trai các bạn nhá. Mùi nước gió này. Cao 1m2, thùng kín Isuzu LQR 550, con này hơn 3 triệu anh em nhá, cả công lắp. Chúng anh em gần người ủng hộ mình nhá, bằng mặt mui luôn. Con này hàng tiêu chuẩn, mình nói các bạn rồi là mui gió nhà mình ấy là hàng hàng tiêu chuẩn, tay chuyển này sao là hàng hãng, xuất ra như nào nhà mình làm đúng như thế. Các bạn nhìn này, tất cả mọi thứ form trùng nhá, các bạn nhìn căng đét không? Đó, nghe hở rồi các thứ là bằng đúng mặt mui luôn. Đúng bằng thành thùng của anh em nhá, không nghề cao hơn, không nghề gọi là ngắn hay là ra một tí nào cả. Đấy, em cảm ơn anh trai, cảm ơn anh thôi. Đấy, cảm ơn anh trai rất nhiều luôn. Đấy, các bạn thấy không? Nghe là căng đét luôn, đúng bằng thành thùng luôn nhá, không cao một tí nào, cũng tốc một tí nào. Con này 1m2 anh em nhá. Anh em đang mui cho gió, anh em nhớ qua số nhà 110 đường số 10, em cảm ơn anh. Anh em nhớ qua số nhà 110 đường số 10 anh em nhá, Phùng Tùng Việt Đức nhá. Cảm ơn anh trai rất nhiều luôn. Đấy, ok anh em nhá. Thank you anh trai. Anh em nhớ qua số nhà 110 đường số 10 các bạn nhá.